Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cái nghiệp vụ đầu tiên, đó là cái việc là mình sẽ góp vốn bằng tiền mặt nhé. Tại vì bởi vì đây là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ, nên có thể cá nhân đó góp vốn bằng tiền mặt được nhé. Thì mình vào phân hệ quỹ này, các bạn vào và thu tiền thôi. Đối tượng đấy, thì các bạn sẽ thu tiền, thì cái này nó là góp vốn điều lệ. Ngày hạch toán chính là ngày phát sinh đúng không ạ? Bạn có nhớ là nợ sẽ cho tài khoản tiền mặt đúng không ạ? Cái thứ hai là có cho tài khoản 411 là có vốn 100 triệu. Đó. Các bạn cất nhé. Đây là mình đã hướng dẫn xong về cái hạch toán thu tiền góp vốn nhé.